Em mang thai 5 tuần thì cần đi khám vào những mốc nào ạ? Em nghe nói siêu âm nhiều thì sẽ ảnh hưởng đến em bé, không biết là có đúng hay không? Vâng, cái quá trình thăm khám thai sản người ta được chia làm 3 thời kỳ. Quá trình phát triển của thai, một là thời kỳ đầu là từ lúc chậm kinh đến khoảng gần 14 tuần, chính xác hơn là 13 tuần 6 ngày. Thời kỳ thứ hai là thời kỳ giữa, là thời kỳ từ 14 tuần tới 29 tuần. Và thời kỳ thứ ba từ 30 tuần, 29 30 tuần đến lúc sinh là 40 tuần. Thế thì trong quá trình thai kỳ này thì mình khám thì đầu tiên thì sản phụ phải xác định rõ là mục tiêu. Đó là mục tiêu đi khám để làm gì. Giai đoạn đầu ấy phải khám được xác định xem là lúc mình chậm kinh xác định có thai, tức là thông thường người ta hay thử thai bằng cái que thử thai thông thường ấy, thì người ta xác định xem là thai đã vào tử cung chưa. Còn vào rồi thì sẽ có tim thai không? Vào có đúng vị trí không? Và có tim thai chưa? Và thai phát triển như nào? Và trong cái thời kỳ đầu ấy là người ta đánh giá được cái tình trạng của mẹ, tình trạng của thai và sẽ tiến hành cái tầm soát những cái bất thường của thai ở giai đoạn đầu này. Và sau đấy người ta phải dự kiến ngày đẻ. Cái dự kiến đẻ rất quan trọng, bởi vì hiện nay thì có một số cái quan điểm cũng như một số cái người người ta không nắm được ngày đẻ. Ngày dự kiến đẻ của thai là một ngày duy nhất, ngày đẻ thai 40 tuần chứ không phải là khoảng khoảng dự kiến đẻ. Cho nên nhiều khi cái sản phụ người ta đến thì người ta cũng không nắm rõ cái này. Thì thông thường ở cái quý đầu quý một của thai kỳ này thì người ta sẽ có dự kiến sinh căn cứ vào hai cái mốc, một là cái mốc về kinh cuối cùng, hai là kích thước của thai, để bác sĩ để lựa chọn cho chúng ta một ngày dự kiến đẻ ở một cái tương đối chính xác nhất. Và chúng ta cái ngày dự kiến đẻ này chúng ta được theo suốt thai kỳ chứ không phải mỗi một lúc. Tại vì tại sao tôi nói sâu vấn đề này, bởi vì thực tế là cái ngày dự kiến đẻ nó mọi người cứ cảm nhận là mỗi người đến dự kiến đẻ một hôm đó, mà rất khó khăn cho bên quản lý thai nghén. Bởi vì cái chu kỳ sau tôi sẽ nói tiếp sau này thì nó sẽ liên quan tới vấn đề từng tuổi thai, nó có tiêu chí khác nhau. Thế tuổi thai là như nào thì ngày dự kiến đẻ là 40 tuần để chúng tôi trừ lùi nó biết tuổi thai. Mỗi tuổi thai có tiêu chí đó thì xem có phát triển bình thường không, trưởng thành thai thế nào, râu làm sao. Đấy là thời kỳ thứ nhất. Thời kỳ thứ hai là từ kỳ thứ 14 đến gần thứ 30. Thời kỳ này phải tầm soát về hình thái. Ở thời kỳ này chúng ta phải theo dõi sự phát triển của thai, xem có thai có bất thường không, có bình thường không, thì bác sĩ phải giúp chúng ta trả lời câu hỏi đó. Và thời kỳ này cũng xem tần suất yếu tố của mẹ, xem mẹ có bị tiền sản giật không, có nguy cơ gì mang thai không, cái tình trạng cổ tử cung thế nào, có phải can thiệp gì không, để chúng ta có những cái hướng đề phòng hợp tác với y tế. Và bắt buộc cái thời kỳ này nữa thì chúng ta cũng phải tầm soát các yếu tố toàn thân khác để trong quá trình mang thai. Rồi thứ ba là thời tháng cuối là phải xác định được cái ngôi thai đã xác định vị trí nào, cái tăng trưởng của thai làm sao, tình trạng của rau bám thế nào, lúc đấy mới xác định rau tiền đạo bất thường của rau làm sao, thì chúng ta có một cái và đánh giá được toàn trạng người mẹ để có tiên lượng cuộc đẻ. Thế thì đó là cái quy trình người ta ba giai đoạn như vậy. Thế thì đi khám thai chúng ta phải đảm bảo được vấn đề là chúng ta biết được thông tin là thai tôi được vào tử cung chưa, tình trạng tôi thai tôi thế nào, và tôi phải làm những cái gì trong quá trình mang thai, từ ăn uống, từ sinh hoạt, từ tiêm phòng, từ khảo sát các thời kỳ để chúng ta hợp tác với y tế để chúng ta bắt được rõ được. Thì như bạn vậy 5 tuần thì thông thường thì người ta chậm kinh 1 đến 2 tuần thì người ta phải đi khám, khám xem nó vào chưa rồi. Sau đấy là 2 tuần nữa thì người ta khám lại xem tiêm thai chưa. Sau đấy đến thời kỳ 11 12 tuần của bạn thì người ta sẽ khám đến cái thời kỳ quý 1 đấy, là khảo sát về bắt đầu là những cái bất thường của thai, xem là có thai vô sọ không, khoảng tháng ra gây thế nào. Đấy, và tình trạng xương của chi của thai làm sao. Cái siêu âm này là một cái bước tiến trong sản khoa đấy. Ngày xưa thì khám thai người ta bằng khám bằng tay, bác sĩ bằng tay, cho nên là khi một thai hai thai tư thế thai râu thai là không biết được. Đấy, cho nên là có siêu âm thì giúp được cho sản khoa rất nhiều trong là chất lượng quản lý thai nghén. Thì các nghiên cứu cho thấy thì chưa có một cái báo cáo nào thấy rằng là cái ảnh hưởng của sóng siêu âm lên phát triển thai và sức khỏe mẹ. Cho nên bạn Hà Chi yên tâm thế ạ. Vâng. Vâng.